bố khỏi đếm, đưa tất cho con cảm ơn. Đây tất cả cái số tiền này là bao gồm cả tiền học, cả tiền ăn, cả tiền ở nhá, bố cho hết vào đây rồi. Con cứ yên tâm, quan trọng là học cho thật giỏi nhá. Dạ. Còn vật chất không là cái gì, dạ, cứ mạnh dạn chi hết lại có. Dạ. Thưa bố, con được thừa hưởng trí thông minh của bố, ừ, và cái thẩm âm của mẹ, ừ, nên con hứa với bố rằng ngày con đi học đàn về nhá, ừ, con sẽ cho cái đội hiếu hỉ của xã ta ấy, ừ, về vườn hết. Tốt, con trai của bố phải như thế. Dạ. Thưa bố, ừ, cái bàn tay này của con ấy, ừ, nó trơn quá. Bàn tay đẹp đấy chứ. Vâng. Ừ. Nhưng nó trơn, trơn tuột tuột đấy bố. Ừ. Con mong rằng khi cái bàn tay này này, ừ, gảy lên những tiếng đàn, ừ, thì nó có những cái âm thanh gọi là chất, ừ, đến người nghe. À, nó có thêm sự óng ánh vào. Dạ, dạ. Có cái gì đâu, chuyện nhỏ. Dạ. Nhưng mà tay con là đeo cái này nó hơi bị lỏng đấy, cẩn thận nó rơi. Dạ, bố yên tâm, con sẽ cuốn chỉ bố. Ừ. Dạ. Thôi con đi nhá. Chào bố. Ừ. Cẩn thận. Chào bố. Đi nhá. Bố sẽ tự hào về con. Bố yên tâm. Bố ơi, bố, con đã về rồi đấy. Con đã về rồi bố ơi. Chúc mừng con. Dạ. Thôi nhưng mà nhận đâu? À đúng rồi, bố ơi. Hả? Con nhớ mãi kỷ niệm không bao giờ quên. Đấy là ngày con tốt nghiệp. Ừ. Con đã đánh được một bản nhạc rất hay. Hả? Sau khi đánh xong, ban giám khảo chết lặng. Ừ. Bỗng nhiên xuất hiện một fan hâm mộ rẽ người lao như tên bắn lên sân khấu, cầm lấy bàn tay của con, nói rằng đây là bàn tay tiên. Ừ. Bỗng nhiên fan hâm mộ nói rằng muốn xin cái nhẫn đấy làm kỷ niệm. Con cho luôn. Cũng hay. Dạ. Cái thằng này có tâm hồn nghệ thuật. Dạ. Mất của cải là không mất gì con ạ. Vâng. Thôi vào trong nhà, bố làm cơm chuẩn bị chiêu đãi. Dạ. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi ông một bữa nhậu có 102 luôn. Để vừa ăn nhậu mà lại vừa nghe thưởng thức âm nhạc. Bác, bác quá tài. Em chuyến này có khi phải đầu tư cho con mới đi hội họa. Dạ, kính mời bố với cả bác thưởng thức âm nhạc. Bác ơi, hay là tay em nó là tay trâu? Chú cứ bình tĩnh. Tiếp đi con. Có chuyện gì đây? Chẳng bác ơi, em nghe tiếng đàn này em nhớ đến người chồng quá cố của em. Ồ, thế chồng cô trước kia biết đánh cả đàn bầu à? Không, à, chồng em làm nghề bật bông. Hồi lâu em nghe tiếng đàn này giống tiếng bật bông của chồng em quá cơ. Cả cái làng này cứ cười vào cái mặt tôi đi. Khi nào các vị có con gái lớn rồi, các vị sẽ biết thế nào là bom nổ chậm ở trong nhà. Chào chào bác. Dạ, con chào bố ạ. Không dám. Dạ, thưa bác. Bác uống nhiều như này rồi thì bác có tỉnh táo để nghe cháu trình bày không ạ? Ý cậu nói là tôi là một thằng già say. Không ạ. Ý cháu là bác uống ít thôi ạ. Bố cậu uống được bao nhiêu? Dạ, cũng được 3 chén, 4 chén gì đấy ạ. Vâng, thưa bố, hôm nay bọn con định thưa chuyện với bố ạ. Em để anh nói. Cậu thưa nói bác. Vâng ạ. Đứng xem bên này. Cháu ạ. Đây ạ. Nói. Dạ thưa bác, hôm nay cháu sang đây, cháu xin phép bác cho cháu cưới em Tít ạ. Lý do? Vì cháu thấy 3 tháng yêu nhau đối với cháu là quá đủ ạ. À. Và cháu cảm thấy cuộc đời của cháu không thể nào sống thiếu được em Tít ạ. Cậu có biết tôi cảm thấy gì không? Cháu không cảm thấy thế nào ạ. Thôi,
Thế theo cậu là cứ 3 tháng là phải cưới em Tít. Vâng ạ. Thế 6 tháng cưới hai em Tít và 9 tháng thì cưới ba em Tít, đúng không? Không không ạ, chỉ yêu mình em Tít thôi ạ. Cháu cưới một lần thôi ạ. Tít. Mày có chửa rồi à? Dạ không không bố. Thế không có chửa làm sao cưới vội thế? Bọn cháu chỉ cầm tay thôi, đã làm gì đâu mà chửa ạ? Không không hề bố ạ. Thế này nhá. Dạ. Bố cậu là thằng nào? Bố cháu là bố Quang. Con Quang Tèo đúng không? Vâng. Cậu đi hỏi cả cái làng này xem. Dạ. Riêng tôi với nhà Quang Tèo không muốn đăng hộ đối. Bố cháu tuy nhiều tiền nhưng không bao giờ chê bác nghèo đâu ạ. Tiền của Quang Tèo vâng ạ. Nhiều như lông lươn. Tôi không đồng ý. Kìa bác cho cháu cưới Tít. Tôi không đồng ý. Bác. Tôi không đồng ý. Bác không cho cháu cưới. Cháu chết ở đây đấy. Chết đấy. À từ từ. Đừng chết ở đây. Rồi công an xã lại vào lập biên bản, viết tường trình mệt. Ra ngoài kia. Chết đi. Bác. Cháu sẽ đi tự tử cho bác xem. Đi. Đi thôi em. Bố. Sao bố không cản con? Trên 18 tuổi. Tự quyết. Đi em. Tự tử cho bố xem. Tôi, Hưng Quang, Vân Tít, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Em ơi mình chết nhé. Chỉ có cái chết thì mới được ở bên nhau mãi mãi thôi em ạ. Chúng ta cùng nhảy nhá. Mà thôi, em nhảy trước đi. Anh nhường em. Ôi, nhưng mà anh ơi, anh là đàn ông, việc lớn phải để đàn ông làm trước chứ. Nhưng anh nhảy xuống trước, em hứa là em phải nhảy ngay sau đấy nhá. Vâng. Không anh cầm tay em, anh kéo xuống luôn. Vâng, anh chết thì em cũng không sống làm gì nữa mà, anh nhảy trước đi. Tít yêu ơi. Anh yêu Tít, anh nhảy nhá. Vâng, anh nhảy trước đi ạ. Con. Chú cứu cháu đi. Đấy là thử thách của tình yêu đấy. Con này, về. Dạ. Ướt hết quần áo bây giờ. Người dại. Chú ơi, cứu cháu. Bây giờ rõ cái mặt rồi nhá. Đừng tưởng thằng này dễ chết. Còn lâu thằng này mới chết. Mày biết bơi nhá. Em chào sếp ạ. Em ạ. Vâng ạ. Đi em. Vâng ạ. Dạ. Thưa anh là em xin phép được nộp bản báo cáo sớm ạ. Nộp báo cáo sớm à? Vâng ạ. Thế là nhất công ty đấy. Dạ vâng ạ. Đây em có bút rồi. Dạ vâng ạ. Để xem nhé. Kinh doanh quý 1. Còn cái gì nữa em? Cái tờ này là tờ xin phép nghỉ 1 tháng ạ. Hả? Có em bé à? Dạ không ạ. Sao lại nghỉ 1 tháng? Em thấy trong người không được khỏe mà tìm mãi không ra nguyên nhân. Thế nên là
Em xin phép sếp nghỉ 1 tháng ạ. Tìm không ra nguyên nhân à? Âm ơi này. Dạ. Em đứng dậy xem. Dạ. Đứng dậy. Quay mặt vào. Quay mặt. Được. Em đẹp mà, khỏe mà. Người ta bảo nhất da nhì dáng. Da em là trắng này, mịn. Còn dáng của em là một trong dáng khỏe mạnh nhất công ty đấy. Dạ, trộm vía anh ạ. Anh khỏe béo. Vâng. Mạnh khỏe nhất công ty đấy. Vâng. Anh được mà. Ừ. Thế đau họng à? Thì em cứ đeo khăn thế để phòng anh ạ. Các thể loại bệnh nó cứ ập đến bất kỳ lúc nào, thế là cứ đề phòng anh ạ. Hôm nay nóng 37 độ rồi, cứ đeo khăn nhé phòng nhỉ. Dạ vâng ạ. Thế lần sau đi đâu ta cứ đội cái mũ bảo hiểm nữa nhỉ. Sân công ty lại trồng mấy cây xà cừ. Quả xà cừ nó lại rơi vào đầu cũng khổ ra nhỉ. Thế là sao ốm làm sao mà nghỉ 1 tháng? Thì em chưa biết nguyên nhân bệnh thế nào sếp ạ. Thế em không biết thế nào mà em nghỉ là chết anh rồi. Dạ. Mấy tháng cuối năm này em không biết tất cả mọi người đều ù đầu lên trong công việc. Anh một đêm nghỉ được có 2 tiếng đồng hồ. Tất cả đều dồn công việc. Dạ, bởi em là phó phòng kinh doanh. Em nghỉ 1 tháng em giết anh này. Dạ. Nhưng mà em thấy trong người thực sự không được khỏe sếp ạ. Thế này nhá. Dạ. Em ngủ thế nào? Em ngủ ngon ạ. Ngủ ngon? Dạ. Vâng. Em ăn tốt không? Ăn thì hơi kém ạ. Ăn hơi kém, ở thế từ sáng rồi ăn gì chưa? Vâng. Đấy, lúc sáng đến công ty thì chỉ có kịp ăn 1 bát bún với 2 quả trứng vịt lộn. Xong rồi tráng miệng 1 cốc chè. Thế xong rồi chờ sếp nói chuyện lâu quá, thế là em lại ăn thêm 2 hộp sữa chua với lại nửa quả mít. Ăn uống như thế thì nó hại sức khỏe lắm em ạ. Lần sau cố gắng ăn gấp đôi lên nhá. Sức khỏe là vàng. Vâng ạ. Nhá, cố gắng ăn gấp đôi lên. Dạ vâng ạ. Ừ. Vậy thì cái bệnh nó ở đâu nó ra nhỉ? Em cũng không biết ạ. Em thích ăn cái gì nhất? Em thích ăn cà rốt ạ. Ăn cà rốt? Vâng ạ. Chết tôi rồi. Ô, sao vậy? Bệnh nó ở cái chỗ em ăn cà rốt đấy. Ôi, thế... tại sao lại rốt thế nhỉ? Sao? Cho cà rốt mà ăn. Ôi, thế em nghĩ là bổ máu, bổ mắt nên ôi là em ăn ạ. Trời ơi, cái giống cà rốt đấy là cái giống ngoại nhập. Mà ngoại nhập nó 1 tỷ thứ bệnh thì ai kiểm soát nổi hả? Dạ. Tại sao em không ăn dưa? Dưa hấu, dưa leo, dưa bở, dưa chuột. Bao nhiêu thứ dưa ngon, em lại đi ăn cà rốt. Thôi xong rồi, chết rồi. Đây nhá, anh nói cho em biết nhá. Dạ. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học gì ở Mỹ nhá. Vâng. Là tất cả những người ăn cà rốt tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Ôi, sao không đấy, anh nhớ không nhầm là những cái người mà sinh từ năm 1850 đến năm 1877 là 100% đã bị tử vong. Ừ, những cái người mà sinh năm từ năm 1877 đến năm 1910 là cũng 100% tử vong. Còn những người mà sinh từ năm 1905 đến 1920 thì đến 98% tử vong. Sống bây giờ còn lắc vài người. Còn những người mà sinh, nói chung là ăn cà rốt là chết. Ôi, em biết không? Cái bệnh tật ấy là nó đi vào đường mồm, hiểu chưa? Tại sao em cà rốt? Không ạ, nhưng mà em nghĩ rồi, chắc chắn là bệnh của em không thể nào là do ăn cà rốt được đâu sếp ạ. Chết hết cả rồi, trời ơi, lác đác còn vài người sống rồi. Nghe anh nhá. Dạ. Nghe, về em ăn tất cả mọi thứ vẫn bình thường nhá. Nhưng mà cấm kỵ ăn cà rốt. Dạ. Nhá. Và đi làm say sưa vui vẻ hòa nhã với mọi người ấy nhá. Vâng. Thế là sau 1 tuần nó sẽ khỏi. Và em nhớ nhá, tuyệt đối không ăn cà rốt nhá. Về đi. Tức là bệnh của em xuất phát từ cà rốt ạ? Xuất phát từ cà rốt. Nghe lời anh, từ 1 tuần đến 10 ngày em không ăn 1 miếng cà rốt nào nhá. Xong rồi lại đây anh xem khỏe thì được, này không chết hết đấy. Còn những người bạn báo cáo anh ký cho em nhá. Thế còn đơn xin nghỉ ạ? Đơn xin nghỉ em cứ ngừng ăn cà rốt đi nhá. 1 tuần đến đây làm việc hòa nhã mọi người nhá. Đây, mang xuống phòng hành chính rồi lấy giờ. Vâng. Nhá. Ừ. Vâng, em chào sếp ạ. Đi về đi. Mà này. Dạ. Nhớ là đừng ăn cà rốt nhá. Đến tôi cũng không ăn cà rốt. Sông Lô chiều hoang vắng, không đôi bờ lau trắng, không gió thổi cuồng điên, không một niềm quạnh vắng. Ôi giời ơi!
Ôi, chồng ơi, lại đứt dây đồng hồ rồi. Có thế thôi mà hét toang lên gãy cả thơ người ta. Phòng nó mua mai mua cái mới gì đâu mà. Ôi, này, hả? Tự nhiên nào phóng thế, nên định người ta để là gu gì. Này, em đang thích cái đồng hồ mà nó có gắn cái hình cô gái mà múa ba lê ở bên trong ấy, nữ tính với đẹp lắm, xỉn điệu lắm chồng ạ. Thì sao? Thì chồng mới bảo là mai mua cho cái mới đấy. Điên à? Tôi bảo là mai đi mua cái dây mới. Chứ ai bảo mua đồng hồ mới bao giờ? Mà cái đồng hồ này nhá, chồng mới tặng vợ mà lúc mà vợ đẻ thằng cu. Bây giờ con mới đi học lớp 1 đã hỏng rồi. Ôi dồi, 5 năm rồi đấy. Đóng tiền nên dùng phá. Đây này, cái đồng hồ này dùng mấy mấy năm rồi vẫn còn ngon lành này này. Thế thôi, chồng để tiền trong ví mà dùng. Anh muốn phong kín tình nở muộn, rất muộn. Em thuận lòng hương lên ngùn ngụt, tôi nuốt trọn tràng tận đáy, rồi nổ tung trời đất vô ngôn. Sao lại có những bài thơ hay thế nhỉ? Sâu lắm. Ôi giời ơi! Sao mà cứ học như thế? Mai thì ăn cưới cậu lớp, ngày kia thì mừng thọ cụ, ngày kia thì đi đầy tháng con anh Thắng. Đấy, thứ bảy thì họp lớp, chủ nhật thì là đi tập nhảy, mà bây giờ váy vóc này, đấy, mất cả khuy mà nhăn nhúm cũ kỹ này đấy. Ôi giời ơi! Ồ, thế hôm qua vừa thấy mang một đống váy về bảo mới mua thôi. Váy đấy là váy đi làm chứ không phải váy đi chơi đâu. Ôi giời ơi, dạo này lắm món nhỉ. Váy đi làm, váy đi chơi, trong váy đi ngủ. Này, cô phải biết tiết kiệm nhá, chứ đừng cứ học đòi theo người ta làm cái gì cả. Các cụ nói rồi, giấy rách là phải giữ lấy lề, muốn con hay chữ là phải yêu lấy thầy, đúng chứ? Chả liên quan ý, có vợ đẹp thì đẹp mặt ai. Ôi giời, có thế thôi gì. Chờ đấy. Khổ lắm. Gãy hết cả thơ. Chắc là vào buồng lấy tiền cho mình đi sắm đồ đấy. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm trầm tâm lý. Sao lâu thế? Cái áo đứt cúc đúng không? Vâng. Tay đâu đưa đây. Đứt cúc thì đây. Cúc đây, khâu vào nha. Còn áo nhàu có gì? Bạn là đây, là đi. Đây là việc của phụ nữ. Nhỏ thế mà bắt chồng tìm. Vâng, chồng cứ để tiền trong ví mà dùng. Mưa chặn đứng những ngái ngủ hoan lạc, nước trôi ngùn ngụt qua phố, dành lên dầu bể như sông như sông. Ui, chồng ơi. Hả? Này, cái thằng Tí bên hàng xóm nhà mình ấy lấy được con vợ đẹp đáo để này. Ui, áp ảnh lên phây này. Ừ, đẹp thế nhở. Nó con vợ này giống mình nhỉ, cân nặng như nhau mà nó ngồi con SH này hợp thật đấy nhá. Đấy, nó 70 cân mà ngồi SH mà em 68 cân mà mình cứ cho em ngồi trên cái xe đạp điện ấy. Thua rồi, một bạn không bằng kém bạn một ly, chồng xem chồng ăn ở như nào đi. Đúng, câu đây hay nhá. Nhưng mà này, người ta hơn mình cái giàu sang ấy, mình phải hơn người ta cái đàng hoàng, vậy không? Thích là nhích luôn, có thế thôi. Thế chồng ơi, nhá, vợ thích con màu trắng này này, nhìn cho nó ngây thơ ấy. Đấy, con màu trắng này này, đẹp không? Màu trắng này cũng hợp đấy. Hợp với em nhá. Nhưng mà 150 đấy, đẹp hơn là 125. Đúng rồi. Ôi thôi, sắp nguồn rồi. Sao? Sắp nguồn chưa? Ui giời, mình đây này, mọi việc bây giờ nó cứ bình tĩnh đi. Mình đừng học lên thế là gỡ hết thơ của tôi. Được rồi. Cứ ngoan này, khác có quà, tôi mua cho cái mới. Kéo bụng béo ấy có bụng chi. Cảm ơn chồng nhá. Rồi. Anh ơi, chiều vợ thì đi đâu mà thiệt. Vợ để em cò cho, xong rồi mát mặt với bố mẹ với hàng xóm láng giềng. Thôi được rồi, biết rồi, đây cũng sống biết điều lắm nhá. Mà mặt có quà phát khác hẳn ngay. Yêu chồng. Thế thích màu gì? Thì vợ bảo rồi, vợ thích màu trắng và tinh khôi nhá. Được rồi, tiền không thiếu, chủ yếu là ngoan. Tặng quà là phải tặng liền tay. Úi giời ơi, là con xe SH trên đường làng nha. Mấy đứa con gái làng thảo mà ghen tị. Đời hơn nhau ở tấm chồng tâm lý. Úi giời, thơ cơ đấy. Hoa phố cổ, chàng họa sĩ bảo mình thoát hiểm, tự do tay, độc lập tôi, đi về một cõi như trúc đứng đầu đỉnh.
sớm nay tôi lướt qua nhà chàng. Cái lão chồng lâu thế nhỉ? Thấy bình hoa chật cứng, 19 bông hồng bạch, ngần ngẩn nụ trinh nguyên, cắm chỉ sâu vào lòng bình pha lê. Ôi dồi thơ hay này, bảo sao lão chồng suốt ngày đọc. Trong suốt, nước ngập cổ hoa, không nụ hồng nào ngoi khỏi miệng bình. Chàng cầm tù, nhút chặt. Chào ôi, giai phố cổ, ngã vào lòng phố cổ, thành phố ở trong sông. Góp thì cái lão này đi đâu mà lâu thế chứ đấy. Tôi chả ơi, mình ơi, nỗi buồn. Này này, làm gì mà lâu thế? Lần sau mình chọn cái màu nào nó dễ tìm nhé. Khiếp, cái màu trắng đi bao nhiêu cửa hàng, may qua cái cửa hàng cuối cùng nó mới có đấy. Chơi toàn hàng độc không. Đã chơi là phải chơi độc chứ này. Xanh đỏ tím vàng quầy chết đi được ấy. Nào, chìa khóa của em đâu? Đây. À, cái gì này? Sạc dự phòng không lo sập nguồn. Trời ơi, ngại nhá. Tôi hết chịu nổi anh rồi nhá. Anh có thích keo kiệt với vợ anh không? Tôi tuyên bố nhá, từ giờ tiền chi tiêu trong cái nhà này tôi quản lý. Ôi, hóng thế này á. Làm nào? Ô, thang máy hỏng hả chị? Vâng, thang máy bị hỏng rồi anh ạ. Ôi, cái tòa nhà này buồn cười nhỉ. Mới bàn giao mà đã hỏng thang máy rồi. Không có thang máy thì lên trên bằng cái gì? Thôi thì bây giờ chả biết làm nào, đi thang bộ thôi vậy. Ôi trời ơi, đúng là tiền bỏ ra một đống rồi. Có cái thang máy phục vụ để trả đi được thế này thì còn... Ê! Sao thế anh? Ê! Thế người đẹp định bê cái đống đồ này lên trên nhà hả? Vâng ạ. Đi bằng thang bộ hả? Vâng ạ. Ôi trời ơi. Thế anh bảo bây giờ làm cách nào ạ? Em sống ở đây lâu rồi nhưng mà không quen ai để nhờ ạ. Ôi trời ơi. Thế nhà tầng mấy? Em ạ? Ừ. Em ở tầng 2. À, tầng 2 cái gì? Rồi ôi, tầng 2 thì đáng gì? Để đây giúp cho. Thế này cho hỏi là đáng ấy là cung gì đấy? Cung ấy ạ? Ừ. Em đây cung cự giải ạ. Cự giải á? Vâng. Đây nhân mã này. Này, đúng là trời xe duyên đấy nhá. Không hẹn mà gặp. Nhân mã sinh ra là để hỗ trợ cho cự giải đấy. Thế ạ? Ngại quá. Ôi gì? Phiền anh. Phiền gì? Đàn ông con trai để hỗ trợ cho em phụ nữ chứ. Thế ạ? Vâng ạ. Ôi anh. Nào. Ngại quá. Làm sao? Vâng. Ôi, anh khỏe quá. Đi. Vâng ạ, à, anh cảm ơn anh. Tự giả đi trước đi. Tầng 2 rồi. Phòng số bao nhiêu nhỉ? Anh ơi, hồi nãy em chưa nói hết. Nhưng mà anh nhiệt tình quá làm em. Em ở tầng 25 anh ạ. Lòng á? Vâng. Không sao. 25 hay là 27 thì cũng không vấn đề gì đâu. Vâng. Một khi nhân mã đã thích thì cự giải ở tầng nào nhân mã cũng đến được hết. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Anh khỏe quá ạ. Cự giải đi trước đi. Anh ơi, đến nơi rồi đi anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Anh khỏe quá. Cứ giải đỡ được ai không? À, vâng. Em cảm ơn anh ạ. Đúng là trời xe một cặp nhỉ. Vâng. Kỷ niệm đáng nhớ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Xong việc rồi thế thì. Dạ em chào anh. Ê, cứ giải. Dạ. Sẽ lại chào. Cứ giả cho xin tiền đi. Tiền gì ạ? Ờ, tiền bốc vác từ tầng 1 lên tầng 25. Ơ, sao nãy anh bảo là anh giúp ạ? Giúp thôi, thế là tinh thần là như vậy.
nhưng mà nhân mã là bốc vác chuyên nghiệp ở khu chung cư này. Công ty có văn phòng ở tầng 1 ấy, giá niêm yết ở sảnh 50.000 một tầng, 25 nhân 50 1.250.000. Thôi thì có duyên gặp nhau ấy thì đây hỗ trợ cho về mặt tinh thần cũng như là vật chất, lấy tròn 1.000.000 nhá. Thôi thôi thôi, anh không cần phải nói nữa, tôi hiểu rồi. Anh á, như thế người ta gọi là lừa đảo, anh có biết không? Tôi sẽ kiện anh. Kiện thế nào được, công ty có dán lên biết là tầng 1 rồi, 25 tầng mà run hết cả chân. Kiện không được đâu. Nếu mà kiện ấy thì đây sẽ thu hồi tất cả cái đồ này rồi trả với ban quản lý, họ sẽ giải quyết sau nhá. Anh thu hàng ấy ạ? À? Ừ. Dạ thì nhân mã đợi một tí ạ. À. Em chào anh ạ. À. Chào anh. Vâng, anh ơi anh ký cho em ạ. À. Ký gì nhỉ? Dạ, hàng anh gọi ship em đã mang tới ạ. À. Anh thế? Vâng, cảm ơn anh. Dạ đây ạ. À. Ship nhiều người thế nhỉ? Này, Di ơi, Di ơi, đấy, đi vào đấy mà lấy hàng. Xin giới thiệu, mình chỉ là cô bé shipper. Anh khỏe quá ạ. Shipper. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!